Sẽ thế nào nếu bạn có cỗ máy thời gian, bạn trở lại quá khứ gặp bố mẹ mình và được mẹ mình tán tỉnh? Đó chỉ là một phần nhỏ trong Back to the Future, trở về tương lai, kể về hành trình trở về tương lai của anh chàng Marty do vô tình du hành về quá khứ. Bên cạnh đó, cậu phải xử lý những rắc rối mà mình gây ra, cộng thêm giúp đỡ những người thân của mình trở nên tốt hơn. Tất cả sẽ có trong bộ ba phim huyền thoại Back to the Future mà tôi sẽ tóm tắt ngay sau đây. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1985, nhân vật chính của chúng ta là Marty McFly, một cậu học sinh trung học với tính cách khá là ngông và được lòng chị em, và thực ra sẽ còn được lòng hơn nữa nếu mà cha của cậu không phải là George McFly, một người đàn ông nhu nhược bị bắt nạt từ thời trung học đến nay bởi Biff không steak. Hắn bắt nạt bố cậu từ hồi cả hai còn đi học đến tận bây giờ. Và cha mà ăn cớt thì con cũng chả được ăn cơm. Marty ngầu đấy nhưng mà vẫn hèn lắm. Giờ mà có cách nào cho ông bố thay đổi thì hay. Marty khả năng cao là nghĩ như thế. Và cái ngày đặc biệt đó cuối cùng cũng đến, khi mà tiến sĩ Brown, một người bạn của Marty, gọi cậu ra bãi đỗ xe để nhờ cậu quay phim thí nghiệm về du hành thời gian của mình. Ông chế tạo ra được một chiếc xe du hành thời gian, và ông đã thành công trong việc gửi nó đến thời điểm 1 phút trong tương lai bằng cách chờ 60 giây. Không, đùa đấy. Chiếc xe đã thực sự nhảy vọt đến tương lai, mang theo chú chó mà ông nhét vào làm thí nghiệm. Chú chó còn sống nhăn răng và khỏe mạnh, chứng tỏ chiếc xe đã hoàn thiện. Tuyệt vời, bây giờ cháu có thể về ngày hôm qua để xem thằng nào lấy cái bút bi của cháu. Sao mày nghĩ ngắn thế? Sao không phải là ngày hôm kia để bác xem thằng nào lấy mất lọ mứt? Sao không phải là năm 1888 để cháu tắt ống dẫn tinh của bố Hitler? Hai bác cháu có rất nhiều thứ để làm với cỗ máy thời gian. Tuy nhiên, nguồn năng lượng mà tiến sĩ sử dụng lại là plutonium, ăn cắp được từ bọn khủng bố Libya, và chúng đã tìm đến đây để giết ông. Bị giết cho nên tiến sĩ Brown chết. Marty sợ quá, ngồi vào chiếc xe và phóng bạt mạng về phía trước. Cỗ máy kích hoạt và Marty phi đến một nơi rất kỳ lạ. Cậu đi tìm hiểu xung quanh và nhận ra mình đã du hành thời gian về 30 năm trước, cụ thể là năm 1955. Điều đầu tiên Marty làm là vào một quán cà phê, kiếm một quyển danh bạ và tìm tiến sĩ Brown ở năm 1955. Vô tình thì bố của cậu, George McFly, lại ngồi ở đây, và Biff cái bắt nạt cũng thế, không hay biết về các nghịch lý thời gian, như kiểu nghịch lý ông nội gì gì đó. Thế nên là cậu bắt chuyện với bố và bảo ông rằng anh bồi bàn da đen ở đây tương lai sẽ trở thành thị trưởng. George thì kiểu cái gì cơ? Người da đen làm thị trưởng á? Tao thả đi nhìn lén gái thay đồ còn hơn là ở đây nghe chú mày nói linh tinh. Nói đoạn ông làm thật, nhưng mà xui một cái là ông bị ngã ra đường đúng lúc một chiếc xe lao đến, và Marty liều mình để cứu bố. George thấy tai nạn thì chạy đi, Marty nằm lại. Thế là cậu được gia đình của bà chị vừa bị nhìn trộm đưa vào chăm sóc. Đoán coi bà chị này là ai? Chính là Lorraine, mẹ của Marty sau này. Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà mẹ của Marty yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến Marty vô cùng khó xử, và cậu cũng vô tình tiết lộ khá là nhiều thứ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà nhắc đến tương lai, Marty phải đi tìm tiến sĩ Brown càng nhanh càng tốt để còn trở về nhà. Cậu tìm được đến nhà tiến sĩ và gặp được ông. Nhưng mà ông tiến sĩ lúc này còn đang khá là vô dụng nên chưa làm được cái gì ra hồn hết. Marty cố thuyết phục ông bằng những điều về tương lai, nhưng mà tiến sĩ cứ cho là thằng này ngáo đá. Chỉ cho đến khi Marty kể về chương trình giảm giá áo polo siêu xịn của 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex uy tín trên sàn Shopee Mall, bạn đã phát chán với việc mua hàng online và vớ phải những chiếc áo xù lông bung chỉ, phai màu hoặc tệ hơn là kích ứng da. Mùa hè nóng nực khiến bạn ngại mặc áo sơ mi bởi vì sợ bí sợ nóng. Đã có áo polo 149k từ 360 Unisex với chất liệu vải cực xịn, form regular tôn dáng, vừa vặn không bó sát, đường kim mũi chỉ tinh tế và kiểu dáng tối giản, giúp bạn tha hộp phối đồ mặc đi làm đi chơi. Giá gốc 345k nay chỉ còn 149k khi app voucher đặc biệt. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Thực ra thì Marty kể về tụ điện phân luồng, thứ phát minh độc quyền của tiến sĩ mà ông chỉ vừa mới nghĩ ra và chưa từng nói cho ai biết. Tiến sĩ nghe được thế thì mới tin. Thế là Marty dẫn ông đến chiếc xe thời gian và hai người bước vào công cuộc đưa Marty trở về năm 1985. Marty sau đó cho tiến sĩ xem lại cuộn băng mà cậu quay lúc trước để tiến sĩ có thêm thông tin. Trong đó có nhắc đến để cỗ máy hoạt động thì cần một nguồn năng lượng tương đương 1,21 gigawatt, tức là năng lượng đủ cho vài nghìn chiếc ô tô, hoặc là nửa chiếc nếu nó chở mẹ bạn. Và may mắn thay, Marty đến từ tương lai và cậu biết là ngày thứ bảy tiếp theo lúc 10 giờ 4 phút sẽ có một tia sét đánh vào tòa thị chính. Mọi chuyện đã xong, bây giờ chỉ cần chờ đến thứ bảy là Marty sẽ được về nhà. Tuy nhiên, trước khi đến nhà tiến sĩ, cậu đã vô tình làm xáo trộn quá khứ do gặp bố mẹ mình, nên tương lai đã bị thay đổi. Người đáng lẽ ra phải bị tông là bố của Marty, từ đó ông sẽ gặp được Lorraine và hai người yêu nhau. Nhưng Marty đã phá khoảnh khắc đó. Giờ thì anh chị em của Marty ở tương lai đang dần biến mất, và Marty có một tuần từ giờ đến thứ bảy để sửa chữa điều này. Sáng hôm sau, cậu và tiến sĩ đến trường để đẩy thuyền George và Lorraine, nhưng mà George thì hèn như một quả dưa muối, còn Biff thì lại nhăm nhe tán tỉnh Lorraine nên George đành lùi về sau. Biết bố mình là thằng nớt nghiện khoa học viễn tưởng, Marty giải làm người ngoài hành tinh, do ông phải mời bằng được Lorraine đi dự tiệc, nếu không sẽ hiến con cừu còn trinh của ông cho thần lực. Thế là ngày hôm sau George tìm đến Marty để xin bí kíp tán gái và mạnh dạn vào mời Lorraine đi dạ hội. Mọi chuyện đáng lẽ suôn sẻ nhưng Biff lại xuất hiện và bắt nạt George trước tất cả mọi người. Marty ra can ngăn, thế là Biff đuổi đánh cậu luôn. Marty sử dụng kỹ năng trượt ván, thứ mà ở thời này vẫn chưa được phát minh, để chạy khỏi Biff. vô tình lại khiến Lorraine càng thích cậu hơn thay vì thích George như kế hoạch. Ngày thứ bảy sắp đến rồi nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. George cũng dần có dấu hiệu bỏ cuộc nên Marty nói với George cứ đến dạ hội đi, rồi cậu sẽ có cách kết nối hai người lại với nhau. Trong lúc đó, công cuộc chuẩn bị của tiến sĩ cũng đã xong xuôi. Marty nhận ra đây sẽ là lần cuối cùng mình được gặp tiến sĩ nếu cậu không làm gì đó. Thế là Marty viết về chuyện tiến sĩ sẽ bị giết vào năm 1985 và để trong một bức thư, rồi bí mật giấu vào túi áo của tiến sĩ. Sau đó Marty cùng Lorraine đến dạ hội. Ở đây, cậu bị Biff và đàn em hội đồng và nhốt vào chiếc xe của ban nhạc chơi cho dạ hội. George đợi mãi mà không thấy Marty đâu nên ra xe của Marty và tìm thì thấy Biff đang sàm sỡ Lorraine. Máu anh hùng nổi lên, George đấm Biff một phát ngất luôn và chiếm được trái tim người đẹp. Marty cũng được các anh trong ban nhạc cứu và chạy đến đây. May là mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Thế nhưng anh chị của Marty trong ảnh vẫn đang tiếp tục biến mất. Marty buộc phải khiến mẹ yêu bố nhiều hơn nữa. Cậu bèn đi tìm ban nhạc và nhờ họ chơi một bản nhạc lãng mạn. Vì tay guitar bị thương trong khi cứu Marty lúc nãy nên Marty đành phải trở thành người thay thế. Tuy nhiên là khi George và Lorraine đang nhảy thì lại có một tên đến phá đám. Lần này George quyết sẽ không để ai động vào Lorraine nữa và vì thế hai người có thêm tình cảm với nhau. Marty và anh chị ở tương lai được bảo đảm an toàn. Mọi chuyện xong xuôi, mấy anh ban nhạc gạ Marty làm một bài nữa cho xôm. Thế là Marty quẩy một bài rock and roll. Mấy ông anh nghe thấy thể loại này hay quá nên gọi cho nhà sản xuất nghe thử và đó là cách mà rock and roll bị cướp khỏi tay người da đen. Sau đó Marty rời đi. George và Lorraine chạy ra chào tạm biệt, không quên cảm ơn Marty vì những chuyện đã qua. Marty cũng dặn là trong tương lai nếu họ có con, nếu có đứa nào làm cháy thảm phòng khách đừng có mắng nó. Lorraine ok và Marty rời đi. Cậu chạy đến tòa thị chính nơi tiến sĩ đang chờ. Marty khoe chiến tích mà mình vừa giúp bố làm được, nhưng điều đó lại tạo nên một nghịch lý khác khi mà trong quá khứ George chưa từng đánh Biff một lần nào và giờ tương lai sẽ thêm một nhánh khác. Tuy nhiên 10 giờ 4 phút sắp đến, Marty phải nhanh lên. Tiến sĩ cài thời gian cho cậu đến đúng lúc mà cậu rời đi vào năm 1985. Nhưng trước khi Marty xuất phát, tiến sĩ đã phát hiện ra bức thư về tương lai mà Marty viết. Ông xé bức thư đi vì không muốn biết chuyện tương lai. Đúng lúc đó, sợi dây chuyền điện bị đứt khiến tiến sĩ phải treo lên tháp đồng hồ để sửa. Marty chạy theo, nói về cái chết của ông trong tương lai, nhưng ông không nghe được gì hết. Marty đành rời đi, nhưng cậu chưa bỏ cuộc. Cậu cài thời gian đến sớm hơn 10 phút, hy vọng có thể cảnh báo cho tiến sĩ. Marty lao xe đi và trở về tương lai trước lúc tiến sĩ bị bắn 10 phút. Tuy nhiên, khi cậu đến nơi, tiến sĩ vẫn bị bắn và phiên bản Marty kia của cậu vẫn lên xe trở về quá khứ. Marty chạy đến chỗ tiến sĩ và ông chẳng bị sao cả, vì ông đã ghép những mảnh giấy năm xưa lại để đọc lời nhắn của Marty. Rõ ràng chẳng ai lại không muốn biết trước chuyện tương lai. Hai bác cháu chào tạm biệt, Marty về nhà, còn tiến sĩ sẽ du hành thời gian đến 30 năm sau, cụ thể là năm 2015 để khám phá. Sáng hôm sau, Marty tỉnh dậy, tưởng chừng như một cơn mơ, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Nhà cậu đã giàu có hơn, anh chị toàn doanh nhân thành đạt, bố mẹ thì phong độ ngời ngời, Biff thì trở thành ô xin của gia đình và Marty có một con siêu xe cực xịn để đi chơi với bạn gái. Mọi thứ đều đã tốt hơn chỉ vì bố Marty đã dũng cảm hơn trong quá khứ, nhưng chính điều đó cũng ảnh hưởng đến tương lai nên tiến sĩ lại trở về và cảnh báo Marty về việc con cái của Marty và bạn gái Jennifer ở tương lai đang gặp chuyện, họ cần phải lên đường ngay. Và chúng ta sang luôn phần 2. Khi Marty rời đi, Biff đã kịp nhìn thấy toàn bộ sự việc và biết về cô máy thời gian, nhưng tạm gác lại chuyện đó và đến năm 2015, nơi tiến sĩ đưa Marty và Jennifer đến. 2015 của người ta đi xe bay, còn 2023 của tôi đi xe wave tắc đường. Jennifer biết mình đã đến tương lai thì sướng quá, tiến sĩ cho ngất luôn. Còn ông và Marty dừng tại một con hẻm. Ông giải thích mình đã đến tương lai và con trai của Marty sẽ bị bắt và bỏ tù trong vòng 2 tiếng tới. Còn con gái của Marty thì vì cứu anh trai nên cũng bị 20 năm tù. Vì thế Marty phải đóng giả Marty con để ngăn chặn điều này xảy ra. Cậu lại vào quán bar và gặp được Biff ở đây. Ngay sau đó là con trai cậu, Marty con, và Griff, cháu của Biff. Bằng một cách nào đấy thì Marty con lại gặp tình huống giống hệt George năm xưa. Marty phải ra mặt bảo vệ con trai, Griff đuổi theo Marty, lao vào tòa thị chính. Điều này vô tình khiến Griff lại là người bị bắt và tương lai đã thay đổi. Giờ Marty có thể trở về nhà, nhưng chuyện không may lại xảy ra. Jennifer bị cảnh sát phát hiện và đưa về nhà của cô trong tương lai. Còn tiến sĩ và Marty thì bị Biff già nhìn thấy. Hắn nhân lúc hai người giải cứu cho Jennifer đã sử dụng cỗ máy thời gian để du hành về năm 1955 để đưa cho chính bản thân mình kết quả xổ số trong vòng 50 năm tới. Sau đó trở lại năm 2015 như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên lúc rời đi, hắn lại làm rơi một phần cây gậy của mình mà không hề hay biết. Về phía Marty, cậu và tiến sĩ đã giải cứu được Jennifer và trở về năm 1985. Nhưng mà năm 1985 này lạ lắm. Khắp nơi toàn đống đổ nát, người dân mang súng ra bắn nhau ầm ầm và Biff thì trở thành vị thánh sống của cả thành phố nhờ vào việc chúng để liên tục từ năm 1955 đến nay. Marty đi ngó nghiêng xung quanh thì bị Biff bắt lại. Ở dòng thời gian này, George đã bị Biff hại chết và Lorraine bị ép trở thành vợ mới của hắn ta. Marty chạy ra mộ bố, hối hận vì đã hại chết ông nên cậu đi tìm tiến sĩ Brown để sửa chữa mọi chuyện. Ông nhận ra đây là hảo sự của Biff, nhờ vào biên lai mua quyển xổ số. Cách duy nhất để sửa chữa dòng thời gian là họ phải tìm được chính xác thời điểm mà Biff nhận được quyển xổ số từ Biff già. Thế là Marty đến hỏi trực tiếp Biff về quyển sổ. Hắn ta nói hết sự thật cho Marty nghe mà không giấu giếm cái gì cả, nhưng không phải vì hắn là đồ ngu mà hắn đã được Biff già dặn rằng là nếu có một thằng nhóc nào đó hỏi về quyển sổ, hãy giết nó luôn. Marty bỏ chạy và được tiến sĩ lái xe bay đến cứu. Hai người lên kế hoạch lấy lại cuốn sổ, đích đến là năm 1955, chính cái hôm xét đánh vào tòa thị chính. Vấn đề là sẽ có hai Marty có mặt ở năm 1955, một người là cậu và một người khác là cậu ở phần 1, và tiến sĩ Brown cũng thế, nên là Marty phải làm thật kín đáo và không cho Biff già và trẻ biết. Marty trốn sau xe của Biff, chứng kiến Biff già đưa cho Biff trẻ quyển sổ. Sau đó cậu theo Biff đến buổi dạ hội, nơi cậu xe duyên cho bố mẹ mình. Tại đây, nhân lúc George đấm Biff để bảo vệ Lorraine, Marty đã kịp chạy đến để lấy quyển sổ. Nhưng một chuyện không may khác lại xảy ra, lũ đàn em của Biff đang đi tìm Marty để đòi lại quyển sổ. Và Marty ở phần 1, người đang biểu diễn trên sân khấu sắp phải chịu trận. Nếu như Marty phần 1 bị đánh và không thể đến tòa thị chính kịp lúc và trở về năm 1985 như những gì ở phần 1 đã diễn ra, thì dòng thời gian sẽ bị nứt gãy. Marty cần phải xử lý đám đàn em kia, thế nên Marty đối mặt với Biff và lại không may bị hắn lấy lại quyển sổ. Sau một hồi giằng co, Marty lấy lại được quyển sổ và đốt nó. Vì thế dòng thời gian được khôi phục, bố cậu không chết. Khi chuẩn bị trở về năm 1985, một tia sét đánh trúng xe của tiến sĩ và chiếc xe biến mất. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và đưa cho Marty một bức thư từ năm 1885 được viết bởi tiến sĩ Brown. Ông vừa bị dịch chuyển đến năm 1885 và đã viết bức thư này nhờ người này đưa cho Marty tại đúng vị trí này vào ngày này năm 1955. Marty đọc thư và chạy ngay đến tòa thị chính, nơi mà Marty phần 1 đang chuẩn bị trở về năm 1985 để gặp tiến sĩ năm 1955. Cậu kể cho ông tất cả mọi thứ đã diễn ra từ lúc cậu về tương lai đến nay. Và chúng ta sang phần 3. Tiến sĩ đọc thư của Marty và biết được sau vụ sét đánh, cỗ máy thời gian đã hỏng, thiết bị để sửa cỗ máy phải đến năm 1947 mới được phát minh ra. Vì thế tiến sĩ đã quyết định ở lại và sống hạnh phúc ở năm 1885. Còn chiếc xe thì ông để một hang động trong núi, và ông dặn là sau khi Marty về năm 1985, hãy phá hủy chiếc xe đi ngay và luôn. Thế là Marty 1985 và tiến sĩ 1955 đến núi tìm chiếc xe, vô tình tìm thấy ngôi mộ của tiến sĩ, được dựng lên bởi một người tên là Clara, và ngày mất chỉ là một tuần sau khi bức thư kia được viết. Lý do chết là vì bị bắn bởi một kẻ tên là Buford Tannen, ông cố của tên Biff, vì nợ hắn 80 đô. Thế nên hai bác cháu quyết định đưa Marty về năm 1885 để cứu tiến sĩ. Marty trở về năm 1885 thì vô tình đụng độ thổ dân da đỏ nên đã lánh tạm vào một hang động, sau đó lại bị một con gấu đuổi nên ngã và bị thương và được chính gia đình cụ cố của cậu cứu. Sáng hôm sau Marty vào thị trấn tìm tiến sĩ, cậu lại vào quán bar và lại vô tình đụng độ phản diện của phần này, Buford. Hắn đuổi đánh và treo cổ Marty nhưng tiến sĩ đã đến cứu. Trùng hợp thay là Buford cũng đang tìm tiến sĩ để đòi 80 đô. Nhưng hắn tha cho ông lần này. Tiến sĩ mắng Marty sao không về năm 1985 mà quay lại đây, thì được cậu cảnh báo về cái chết của ông trong một tuần tới và về cái người tên là Clara. Người này tiến sĩ bảo là không quen, motherfucking không quen. Clara là cô giáo mới đến thị trấn và là người mà tiến sĩ sẽ yêu trong tương lai. Truyền tin đã xong, giờ là lúc Marty trở về. Nhưng mà cuối cùng sau 3 mùa phim thì chiếc xe đã hết xăng. Và ở năm 1985 thì xăng của xe vẫn chưa được phát minh, thế nên không có cách nào để một chiếc xe đạt tốc độ đủ để du hành thời gian. Tiến sĩ bây giờ mới nghĩ ra một chiêu, đấy là sử dụng tàu hỏa để đẩy chiếc xe đi đạt tốc độ cần thiết, và để làm điều đó họ phải cướp tàu hỏa. Trong lúc đang làm công tác chuẩn bị, một cô gái gặp nạn với chiếc xe ngựa lao xuống vực. Tiến sĩ và Marty giúp cô gái, cô chính là Clara. Tiến sĩ nhìn cô lần đầu là yêu ngay. Sau một khoảng thời gian với Clara, tiến sĩ không muốn về tương lai nữa. Marty thuyết phục ông không phải người của thời đại này nên hãy về tương lai thôi. Tiến sĩ ok, nhưng mà ông phải đi gặp Clara để chia tay. Sau khi chia tay Clara xong, ông đến quán bar giải sầu đến sáng. Marty tỉnh dậy không thấy ông bác đâu, cái mộ khắc tên ông thì vẫn còn nguyên. Cậu chạy vào thị trấn tìm và đụng độ với Buford. Lúc này bia mộ kia lại đổi thành tên giả của Marty. Cậu run rẩy đối mặt với Buford và may mắn là kẻ sống sót. Sau đó hai bác cháu tức tốc chạy đi cướp tàu hỏa. Clara thì cảm nhận được tình yêu thật lòng của tiến sĩ nên cũng đuổi theo ông. Cô nhảy lên chiếc tàu hỏa đang phi như điên. Tiến sĩ phải ở lại để đỡ lấy Clara, còn Marty thì trở về tương lai. Chiếc xe cũng bị phá hủy. Mọi chuyện đã chấm dứt. Cậu trở về nhà nơi bố George là người thành đạt, Biff là ô xin. Marty lấy chiếc xe tìm đến Jennifer. Cô vẫn ở đúng nơi mà cậu đặt cô ở phần 2. Marty chở Jennifer đi chơi và đụng độ bọn côn đồ. Chúng gọi Marty là gà, nhưng cậu đã hạ cái tôi xuống và tránh được một tai nạn với một chiếc Rolls Royce. Chính vì thế mà cậu không bị đuổi việc trong tương lai giống như ở phần 2. Hai người sau đó đến chỗ cỗ máy phá hủy, đang nghĩ là họ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại tiến sĩ thì một tia sét lóe lên, tiến sĩ xuất hiện cùng với một chiếc tàu hỏa thời gian chạy bằng hơi nước. Ông cũng đã có một gia đình của riêng mình. Jennifer hỏi tại sao việc Marty hạ cái tôi xuống lại có thể thay đổi tương lai nhiều đến vậy. Tiến sĩ trả lời, một thay đổi nhỏ cũng có thể thay đổi toàn bộ tương lai. Tương lai không bao giờ cố định và hoàn toàn có thể tốt hơn nếu ta biết cách thay đổi. Và đó là toàn bộ những gì diễn ra trong bộ 3 phim Trở về tương lai, một bộ phim rất là phản khoa học về nghịch lý thời gian nhưng lại cực kỳ ý nghĩa và nhiều bài học sâu sắc. Bạn đã xem phim này chưa? Và cảm nghĩ của bạn về phim này như thế nào? Hãy để lại comment ở phần comment. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là bạn đã xem vui. Bây giờ tôi sẽ đi ăn bánh gà.